Hi, xin chào các bạn và mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thời gian này là thời gian nghỉ hè của các bạn nhỏ các bạn, cho nên là gần đây có rất là nhiều các anh chị quan tâm đến cái chiếc xe MPV, mẫu xe gia đình này bên Duy, đó chính là dòng xe V-Class ha. Bởi vì là các bạn biết rồi ha, các bạn nhỏ chuẩn bị đi học lại rồi, cho nên là sẽ tranh thủ có những cái chuyến đi nghỉ hè, những cái chuyến đi du lịch cùng với là gia đình. Đó cho nên dòng xe MPV, đặc biệt là dòng xe V250 AMG này, đây là một mẫu xe thực sự dành riêng cho các gia đình cũng như là dành riêng các bạn nhỏ luôn các bạn. Đó và Duy thấy là Duy bán cho các anh chị khách hàng mà đã mua cái chiếc xe V250 của Duy các bạn, thì thường là ở nhà có thể là có những cái mẫu xe khác rồi và mua thêm cái mẫu xe này để dành cho gia đình của mình, dành cho những cái chuyến đi xa, những cái chuyến đi du lịch, hoặc là chiếc xe này mục đích là đưa đón các bạn nhỏ đi học các bạn nha. Và riêng một điều nữa các bạn, nếu mà các bạn nhỏ đi học hàng ngày trên cái chiếc xe V250 AMG này thì thực sự nha, các bạn nhỏ sẽ không muốn đi cái chiếc xe nào khác đâu. Bởi vì các bạn nhỏ các bạn không quan tâm cái chiếc xe nó phải sang trọng, không quan tâm cái chiếc xe nó quá nhiều công năng hoặc là dàn âm thanh phải khủng nhỏ. Nhưng các bạn nhỏ quan tâm ở đây là cái chiếc xe làm sao mà rộng rãi, thoải mái, đi lên đi xuống sẽ tiện lợi hơn, cũng như là khi ngồi bên trong có thể là vui đùa ăn uống bên trong xe luôn. Đó thì thực sự chiếc xe V250 này, đây là một cái chiếc xe như vậy các bạn, một chiếc xe rất là tiện nghi luôn. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy ha xem lại chiếc xe V250 AMG này với giá bán là 3 tỷ 759 triệu. Ngoài ra dòng V250 AMG này bên Duy còn có một dòng xe nữa là V250 Luxury với giá bán là 3 tỷ 099 triệu. Hiện tại showroom bên Duy đang có chiếc xe V250 AMG này để mà cho quý anh chị khách hàng ha có thể đến và xem ha. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy xem lại thật kỹ cái chiếc xe này nha. Về phần đầu xe thì các bạn sẽ thấy là V250 AMG được thiết kế với một khung cách là AMG rồi các bạn ha. Đó, về lưới tản nhiệt thì các bạn thấy nè, nó cũng rất là đẹp ha, những dạng viên kim cương. Ở đây sẽ có một cái logo to bản cùng với lại cái camera phía trước, đồng nghĩa với việc là V250 AMG của chúng ta được trang bị camera 360 độ các bạn ha. Đó, về phần cản dưới thì các bạn sẽ thấy đây cũng là cái nét thiết kế đặc trưng của những cái mẫu xe AMG, mặc dù đây là một cái dòng xe MPV các bạn nha. Đó, một cái điểm nữa các bạn, thì khi mà nhìn từ đầu xe như thế này thì các bạn sẽ thấy cái phần kính chắn gió của V250 AMG nó rất là to các bạn nha, cho nên là khi mà chúng ta ngồi ở vị trí ghế lái ha các bạn, một cái góc quan sát nó rất là thoải mái luôn các bạn ha. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi sang bên hông của chiếc xe V250. V250 AMG của chúng ta được trang bị một bộ mâm rất là thể thao, rất là đẹp luôn các bạn nha. Mặt ngoài của chúng ta là mặt nhôm cũng như là bên trong được sơn màu đen và cái logo AMG ở đây. Kích thước lốp của V250 AMG là 245/45R19 cho bánh trước, và bánh sau của chúng ta cũng cùng một kích thước luôn các bạn nha. V250 AMG này thì khi mà chúng ta nhìn từ bên hông như thế này là các bạn, thì các bạn mới thấy là cái chiếc xe V250 AMG nó thực sự nó rất là đẹp luôn, bởi vì nó sở hữu một cái chiều dài gần 5m4 luôn các bạn nha, dài gần 5m4 luôn, cho nên là các bạn thấy nè, cái khoang sau của cái chiếc xe các bạn nó dài từ đây tới khu vực này luôn, chứng tỏ là cái khoang sau của cái chiếc xe này nó cực kỳ rộng và nó cực kỳ thoải mái luôn. Đây là cái chiếc xe mà bên Duy chuẩn bị giao các bạn, cho nên là bên Duy cũng chưa có làm cái dán kính hay gì hết. Đó, như các bạn sẽ thấy ở đây là kính xe ở khoang sau của V250 AMG là kính xe cách nhiệt màu đen các bạn nha. Ngoài ra thì các bạn sẽ thấy là phần mua xe cũng có được một cái ba ga nè. Thực ra đối với cái ba ga này thì Duy nghĩ là mục đích là trang trí là nhiều hơn ha. Nhìn cái xe của chúng ta cũng khỏe khoắn hơn rất là nhiều. Đó, bây giờ Duy sẽ mở cái cửa xe cho các bạn xem. Cửa xe của chúng ta là cửa trượt điện hai bên luôn các bạn nha. Đây là cái thiết kế đặc trưng của những mẫu xe MPV rồi. Đó, và đặc biệt các bạn, đối với cái hàng ghế thứ hai của dòng xe V250 AMG này, thật sự đây là một cái ghế thương gia luôn các bạn nha. Nó rất là dày, nó rất là to, và cảm giác khi mà chúng ta ngồi vào cái ghế này các bạn thì thật sự rất là thoải mái. Và đối với cái ghế này các bạn thì có thể nói đây là một cái ghế ưu tiên luôn. Nếu mà trong gia đình của chúng ta có ông bà lớn tuổi ha, thì chắc chắn cái vị trí ghế này, hai cái vị trí ghế này đó chính là cái vị trí ghế của ông bà chúng ta các bạn nha. Đó, ngoài ra thì ở phía sau của chiếc xe V250 hàng ghế sau cùng các bạn cũng là hai ghế cũng có tựa tay, nhưng nó sẽ không phải là cái ghế thương gia như thế này ha. Thực sự đối với cái V250 AMG này Duy đã quay giới thiệu cho các bạn ha, cũng rất là kỹ ở clip trước rồi, nhưng mà clip này Duy cũng xin phép ha cho các bạn xem lại ha, cũng rất là chi tiết luôn. Ok, một lát nữa Duy khi đi vào bên trong các bạn thì Duy sẽ cho các bạn xem lại kỹ cái phần nội thất của cái xe này nha. Ok, bây giờ Duy sẽ đóng cái cửa này lại. Bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi ra phía sau một chút xíu. Cốp của chúng ta vẫn là cốp điện đó các bạn. Khi mà bật cái cốp lên như thế này các bạn thì chúng ta cảm giác cái phần cốp của chúng ta sẽ biến thành một cái máy hiên các bạn ha. Một cái máy hiên di động ha, nó rất là to, nó rất là giống như là trong những trường hợp mà chúng ta đi cắm trại các bạn ha, thì chúng ta có thể là bật cái cốp xe này lên và có thể để hai cái ghế đây ha, ngồi uống trà uống nước nó cũng rất là chill các bạn ha.
Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ có một cái ngăn, tấm ngăn các bạn, thì ngăn hành lý giữa bên trên và bên dưới ha. Chúng ta có thể để được những cái đồ, những cái vali nó nặng hơn ở dưới này các bạn. Ngoài ra thì trong những cái chuyến đi du lịch đó, chúng ta có thể để những cái đồ mà chúng ta có thể thường xuyên sử dụng hoặc là chúng ta lấy được từ phía trước các bạn, thì chúng ta sẽ để ở đây ha. À, ngoài ra thì cái cốp này chúng ta có thể là bật lên được nè. Ok. Và một điểm nữa các bạn là cái cốp này bên trong chúng ta còn có thể là mở lên và chúng ta để được một số cái đồ ở bên trong này nữa. Do xe của chúng ta là xe mới á, đang được bọc lại rất là kín cho nên là Di không có mở ra. À, còn cái ghế phía sau nữa các bạn, vẫn là hai cái ghế ha, độc lập và có tựa tay luôn nha. À, ok, bây giờ Di sẽ đóng cái cốp này lại. V250 này thì được thiết kế một dạng hình hộp các bạn nha. Thì các bạn biết rồi, những cái chiếc xe mà được thiết kế theo dạng hình hộp á, thì nhìn với cái vẻ thiết kế các bạn có thể nó không đẹp mắt, nó không bắt mắt giống như những cái chiếc xe khác, nhưng cái chiếc xe của chúng ta nó rất là rộng rãi và nó rất là tiện nghi ha. Đó là cái ưu điểm vượt trội của những cái chiếc xe được thiết kế theo dạng hình hộp. Và đối với V250 AMG hoặc là V250 Luxury bạn, chúng ta vẫn có thể mở thêm được một cái tấm kính khu vực này ha, để trong những trường hợp mà chúng ta không cần mở cả cái cốp, chúng ta có thể mở ở đây, chúng ta lấy được những cái đồ ở khu vực này ha. Đây là một thiết kế rất là thông minh các bạn ha, rất là tiện lợi luôn. Ok, bây giờ Di sẽ đóng lại cái cốp. Và bây giờ Di sẽ mời các bạn đi vào khoang bên trong nội thất của V250 AMG này. Hiện tại bây giờ thì Di đang ngồi ở khoang thứ hai, cái khoang thương gia của cả chiếc xe V250 AMG này. Đó, nếu trong trường hợp mà không có người ngồi phía sau các bạn thì chúng ta có thể là đẩy cái ghế này ra phía sau cùng luôn. Đó, để cho cái không gian phía này làm sao nó thể là rộng rãi và thoải mái nhất nha các bạn. Đó, nếu trong trường hợp là hàng ngày chúng ta di chuyển chiếc xe V250 AMG này trong thành phố các bạn thì Di nghĩ là cũng không phải là quá nhiều người có thể sử dụng cái xe này đâu. Chủ yếu là Di thấy các anh chị khách hàng của Di ha, sử dụng cái hàng ghế này là chính, cho nên là thường sẽ đẩy ra phía sau rất là nhiều đó. Và cái ghế ở vị trí này các bạn thì chúng ta sẽ điều khiển bằng cách là bằng cái ray chuột, cho nên là chúng ta sẽ điều khiển bằng tay các bạn nha, chứ không phải là ghế điện đó. Còn nếu mà chúng ta ngã nghiêng cái ghế này ra phía sau các bạn thì chúng ta có thể chỉnh điện nè. Đó, đối với cái ghế bên này thì chúng ta có thể là điều khiển ở đây nè các bạn ha. Đó, còn ghế bên Di thì Di sẽ điều khiển ở khu vực này, nó hơi sẽ khuất cái camera các bạn sẽ không thấy rõ ha. Đó, bây giờ Di sẽ nằm ngã nghiêng ra nè các bạn. À, rất là dễ chịu, rất là thoải mái luôn. Cái ghế này giống như một cái ghế ở nhà chúng ta ngồi các bạn, một cái ghế sofa ở nhà mà chúng ta ngồi ha. Nó rất là to, rất là thoải mái luôn. Đó, và cái chất liệu da của cái ghế này các bạn, nó cũng sẽ khác với tất cả những cái ghế còn lại nữa các bạn. Nó rất là giống như là da Nappa, cho nên là chúng ta ngồi vào chúng ta cảm giác là nó mềm, nó êm. Và ngoài ra thì cái ghế này, hai cái ghế thương gia này, chúng ta còn có chế độ làm massage cũng như là làm nóng, làm mát cho cái ghế này ha. Các bạn sẽ thấy nè, làm nóng, làm mát cho ghế nè, cũng như là ở đây có một cái nút ghế massage và có hai cái vị trí nhớ ghế nè. Ha, đây là một cái ghế ưu tiên các bạn. Đó, và các bạn sẽ thấy là trên bề mặt của cái ghế này nó sẽ có những cái chi tiết đục lỗ nè các bạn ha. Đó, để làm nóng và làm mát cho cái ghế này. Đó, khu vực này thì chúng ta sẽ có là bệ tựa tay, nhưng mà khu vực này nè các bạn thấy không? Không phải là chỗ điện thoại sạc không dây các bạn nha. Các bạn nhìn rất là giống như là sạc không dây của cái điện thoại, nhưng mà không. Chúng ta chỉ để cái điện thoại chúng ta ở trên này thôi và chúng ta có thể là nằm nghỉ ngơi. Ha, nó cũng rất rất là thoải mái luôn. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy từng cái vị trí ghế của chúng ta ở khoang sau này đều có máy lạnh luôn các bạn nha. Đó, đối với cái vị trí của Duy đang ngồi ha, thì các bạn có thể là điều chỉnh cái khe gió máy lạnh ở cái khu vực này ha. Bên này thì chúng ta sẽ có ở đây. Ngoài ra thì ở hai hàng ghế phía sau chúng ta vẫn có máy lạnh độc lập luôn các bạn nha. Cho nên là khi mà ngồi vào cái khoang phía sau của cái chiếc V250 AMG này thì hầu như là chúng ta đều có một cái cảm giác là độc lập với nhau hết ha. Nó sẽ thoải mái, rất rất là thoải mái các bạn nha. Ok, tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy ở đây nè các bạn, mặc dù hai cái chi tiết này hai chi tiết nhỏ thôi đó, nhưng mà cũng làm cho chúng ta cũng thấy rất là thoải mái luôn. Đó, đây là cái vị trí để chúng ta để chân thôi các bạn. Đó, để chân thôi, nhưng mà hầu như là Di thấy chỉ có dòng xe V250 AMG này mới có cái bệ tựa chân như thế này thôi. Hầu như tất cả những cái dòng xe MPV trên thị trường đều chưa có cái này ha. Với chi tiết này thì mình để chân thôi các bạn, nhưng mà nó cũng rất rất là dễ chịu nè ha. Cảm giác mà chúng ta đạp chân lên này á, thì một chi tiết nhỏ như vậy thôi các bạn, nhưng mà cũng rất là thoải mái ha. Khu vực trên này để chúng ta có thể là điều chỉnh được nhiệt độ máy lạnh nè ha, cũng như là gió ở đây để điều chỉnh cho cái khu vực phàng sau này. Đó, tiếp theo nữa thì đối với cái khu vực này thì chúng ta còn có là chỗ làm nóng và làm mát cốc nè các bạn. Đó, di chuyển sang màu đỏ là làm nóng ha.
màu xanh của chúng ta là sẽ làm mát. Ở trong trường hợp mà chúng ta uống cà phê, những cái ly cà phê giấy ha, thì chúng ta sẽ để ở đây, nó rất là tiện lợi luôn các bạn nha. Bây giờ Di sẽ xin phép đi ra phía sau để cho các bạn xem cái khoang sau của chiếc xe V20 AMG này nha. Hiện tại bây giờ thì Di đang ngồi ở vị trí sau cùng của V20 AMG. Đối với cái ghế sau cùng này bạn, nó cũng sẽ khác so với lại cái ghế phía trước. Bởi vì nếu mà cái ghế ở phía sau này chúng ta làm một cái ghế to như thế này các bạn, thì có thể là cái không gian ở phía sau này nó hơi chật ha. Đó, cho nên là nhà sản xuất là sẽ làm cái ghế nó sẽ gọn hơn. Và cái ghế này nó rất giống trên cái hàng ghế thứ hai của cái V20 Luxury. Đó, thì đối với cái ghế này một điều bạn, thì Di ngồi cũng thấy rất là thoải mái. Bởi vì ghế của chúng ta là ghế độc lập nè các bạn thấy không, cũng như là có tựa tay luôn ha. Và ở khu vực này các bạn, nó cũng rất là thoải mái luôn ha. Chúng ta vẫn có cái tựa tay ở khu vực bên này luôn, cũng có chỗ để Di có thể là để được điện thoại ha, cũng có thể là để nước ở đây đó. Ngoài ra thì các bạn sẽ thấy ở khu vực này nó có một cái nút bấm nè các bạn, để trong trường hợp mà chúng ta có thể là muốn lấy cái gió tự nhiên các bạn từ ở bên ngoài vào, thì chúng ta có thể là bấm cái nút đây, là các bạn sẽ thấy là cái khe gió nó sẽ được mở ra chỗ này ha. Thì chỉ có V250 AMG nó mới có cái khe gió chỗ này các bạn. V250 Luxury thì nó sẽ không có ha. Đó. Đó, ngoài ra thì các bạn cũng thấy nè ha, ở đây có máy lạnh riêng cho Di nè ha. Bên này cũng vậy. Đó. Rất là thoải mái ở cái khoang sau luôn các bạn. Thật sự khi mà ngồi vào cả chiếc xe V250 AMG nè, thì mặc dù là cái hàng ghế sau này nó sẽ khác với hàng ghế trước, nhưng mà Di thấy là một điều nó cũng rất là thoải mái. Nó rất là thoải mái hơn rất là nhiều so với lại hàng ghế sau cùng của những dòng xe SUV các bạn. À, các bạn biết rồi, các bạn có đi những cái dòng xe SUV thì thường ở phía sau này ngồi rất là khó chịu. Mặc dù là có thể là chiếc xe của chúng ta là một chiếc xe SUV full size luôn đi chăng nữa, thì nó cũng sẽ không thoải mái như cái V250 AMG này. Không thoải mái như cái dòng xe MPV đâu. À, ok, bây giờ Di sẽ mời các bạn ha, đi ra phía trước để chúng ta cùng xem cái khoang lái của chiếc xe V20 AMG này. Khi mà ngồi vào khoang lái này các bạn, thì đối với những cái dòng xe MPV, nhưng mà Di ngồi vào Di cảm giác là cái khoang này nó rất giống như là những cái khoang của những cái dòng xe Maybach luôn các bạn. Nó nhìn nó rất là đẹp các bạn nha, rất là đẹp luôn. Các bạn thấy nè, cái thiết kế ở cái khu vực này nè, cái thiết kế chỗ tựa tay nè, cũng như là ở cái khu vực này nó được bọc bằng chất liệu rất là giống như carbon. Nó không phải là carbon các bạn, rất là giống như carbon ha. Còn màn hình của chúng ta vẫn là màn hình cảm ứng nè, MBUX nè. Đó, và tích hợp ngôn ngữ bằng tiếng Việt hết ha. Các hốc gió của máy lạnh thì nó dạng tuabin máy bay ha. Rất là đẹp rồi. À, đó, và khi mà ngồi vào những cái dòng xe SUV, những dòng xe sedan đó các bạn, khi mà chúng ta ngồi vào cái chiếc xe MPV, những dòng xe V như thế này, thì chúng ta thấy một điều là cái góc quan sát ở cái ghế lái này nó rất là thoáng các bạn, nó rất là rộng, rất là thoáng luôn. Cũng như là cái gương chiếu hậu nó sẽ to hơn rất là nhiều so với những cái dòng xe Mercedes-Benz thông thường. Đó, cảm giác là chúng ta ngồi vào cái vị trí này thì chúng ta quan sát rất là tốt các bạn nha. À, ok, bây giờ mình sẽ mở vào cái khu vực này. Thì đối với khu vực này thì chúng ta có hai cái USB để mà chúng ta sạc điện thoại ha, cũng như là kết nối cái điện thoại chúng ta qua tính năng là Apple CarPlay, cũng như là ở bên trong này còn có là một cái ngăn mát ha, để chúng ta có thể là để được những cái để nước hoặc là để những cái thuốc hay gì đó chúng ta sẽ cần bảo quản lạnh ha các bạn. À, rất là tiện nghi. À, hầu như là ngoài xe Maybach thì chỉ có V250 AMG này mới được trang bị cái hộc lạnh như thế này thôi ha. À, hầu như không có dòng xe nào được trang bị hộc lạnh của Mercedes nữa hết. Ở khu vực này thì các bạn sẽ thấy là cũng có một cái touch bar nè. Nó cái vị trí này các bạn, khi mà ngồi mình cảm thấy là nó mọi thứ được thiết kế rất là vừa vặn, nó rất là thoải mái luôn. Khu vực để tay cũng vậy ha. Khu vực này thì chúng ta có thể để được hai chai nước. Còn bên này thì chúng ta có một cái hộc chúng ta để đồ ở đây. Thật sự đối với một cái chiếc xe MPV, một cái dòng xe gia đình thì như thế này thì thật sự đây là một cái chiếc xe Di cảm thấy rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời luôn các bạn. Ngoài ra V250 AMG này còn được trang bị dàn loa Boommaster 15 loa công suất là 640W. Thật sự các bạn, nếu mà chiếc xe Mercedes-Benz nào mà có được trang bị cái dàn loa Boommaster thì các anh chị các bạn nên mua nha, bởi vì đây là một cái âm thanh thật sự rất là tuyệt vời và rất là cảm xúc luôn. Ok, bây giờ Di sẽ mời các bạn ha xem phần động cơ của chiếc xe V250 AMG này. V250 AMG của chúng ta sử dụng động cơ 2.0 lít công suất là 211 mã lực, kết hợp với hệ số tự động 9 cấp
9G Tronic của Mercedes-Benz ha. Và với động cơ này thì cũng được trang bị trên những cái mẫu xe sedan, hoặc là hộp số này cũng được trang bị trên những mẫu xe sedan của Mercedes-Benz, cũng như là V250 AMG của chúng ta thì sử dụng vận hành bằng cầu sao. Thì các bạn biết rồi, những cái chiếc xe mà được vận hành bằng cầu sao thì thường cho một cái cảm giác lái ha, nó sẽ ổn định hơn rất là nhiều so với vận hành bằng cầu trước. Và đây là V250 AMG với giá bán là 3 tỷ 759 triệu. Nếu anh chị các bạn đang quan tâm tới một xe V250 AMG này và muốn lấy ngay để sử dụng cho gia đình mình trong mùa hè này, thì bên Di cũng có cái chính sách rất là đặc biệt cho mẫu xe V250 AMG này nha. Nếu các chị các bạn đang quan tâm tới mẫu xe này thì đừng ngần ngại gọi cho Di qua số điện thoại của Di là 0914653979. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video clip tiếp theo.